cả là tại Taylor Swift, hết bào tiền fan lại chèn ép nghệ sĩ trẻ, cứ danh xấu là lôi chị đẹp Thúy Loan ra gánh. Billie Eilish trước kêu không muốn gây xích mích với đàn chị, sau lại có ý đá xéo Taylor Swift bảo tiền fan. Uh... Uh... Dành giật non một bảng xếp hạng không nổi liền quay qua trách đàn chị chèn ép. Fan Taylor Swift đi concert 3 tiếng không mệt, Billie Eilish liền mệt rùm. thời gian qua, fan US UK không ngừng xôn xao về những xích mích giữa Billie Eilish và Taylor Swift. Tưởng như mọi thứ đã trở nên êm đẹp, nhưng không. Gần nhất, cư dân mạng lại được fan tá hỏa khi có nguồn tin thân cận từ Billie Eilish cho biết nữ ca sĩ Gen Z tiếp tục pressing Taylor Swift dù mọi chuyện đang bắt đầu yên ổn. Cụ thể, nguồn tin thân cận với Billie Eilish khẳng định trên Daily Mail rằng những người trong ngành âm nhạc Mỹ đều thấy Taylor Swift đang cổ xí cho fan chèn ép các nghệ sĩ khác. Trong bài viết, nguồn tin này chia sẻ rằng bất kỳ khi nào Taylor cảm thấy ghen tị với thành công của một người ngang hàng, cô ấy sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo rằng người hâm mộ của mình bắt đầu các chiến dịch trực tuyến nhằm hạ bệ người đó. Điều quan trọng hơn là Taylor không bao giờ can thiệp hay yêu cầu fan dừng lại. Dường như nữ ca sĩ góp phần thao túng fan làm điều đó. Được biết, những chia sẻ trên được đưa ra sau khi Taylor và Alice đều phát hành album mới trong những tháng đầu năm 2024, gây ra màn combat không nhỏ để giành vị trí dẫn đầu trên các bảng xếp hạng. Mặc dù fan hai nhà đều không ai vừa, phía fan Billy Alice chỉ trích Taylor Swift chơi xấu, chèn ép nghệ sĩ mới, còn fan Taylor nói tất cả chỉ là trùng hợp thì sau cùng. Người hứng vật liệu xây dựng vẫn là Taylor Swift bởi cô đã giữ vững vị trí no một trên bảng xếp hạng trong suốt thời gian dài. Theo các nhà phê bình, Taylor Swift giữ được vị trí dẫn đầu bằng cách phát hành định kỳ các biến thể và phiên bản mở rộng nhằm duy trì doanh số bán hàng và số liệu phát trực tuyến ở mức cao. Đáng nói, vào tháng 5 vừa qua, khi Billie Eilish phát hành album mới Hit Me Hard and Soft thì Taylor Swift cũng ra mắt 3 phiên bản đặc biệt dành cho The To Tour Post Department khiến nhiều ý kiến chỉ trích nổi lên, cho rằng giọng ca sinh năm 1989 đang nỗ lực chèn ép đàn em quản lý của Alice cũng thổi bùng xích mích giữa fan hai nhà khi đăng dòng trạng thái cho rằng Taylor Swift đang làm mọi cách để ngăn cản các nghệ sĩ khác tỏa sáng. Theo người này, Taylor cũng làm điều tương tự trong quá khứ để cản trở các nghệ sĩ như Katy Perry và SZA. Trong khi đó, nữ ca sĩ Gen Z cùng cho thấy cô nói một đằng nhưng làm một nẻo. Bản thân lên tiếng cho biết không muốn có xích mích với đàn chị, nhưng lại có phát ngôn như đang ẩn ý đá xéo Taylor Swift. Cụ thể, Billie Eilish công khai chỉ trích một số nghệ sĩ lãng phí, tạo ra hàng chục đĩa than khác nhau để khiến người hâm mộ tiêu tiền. Mặc dù hiện tượng âm nhạc Genji khẳng định không nhắm đến cá nhân cụ thể nào, nhưng cư dân mạng nhanh chóng triệu hồi Taylor vì cô có 11 album đĩa than khác nhau được bán trên trang web riêng. Ngoài ra, Billie Eilish còn khiến người hâm mộ của Taylor Swift sôi máu khi buông lời mỉa mai những nghệ sĩ có màn biểu diễn kéo dài 3 giờ liên tiếp là bất bình thường. Câu nói của nữ nghệ sĩ Genji được chia sẻ giữa lúc Taylor Swift là nữ nghệ sĩ có những chiếc concert kéo dài liên tiếp 3 giờ đồng hồ. Lần nào cũng nói bóng gió và không nhắm đến ai, nhưng những chia sẻ của Eilish hầu hết đều tập trung vào hoạt động điển hình của Taylor Swift cỡ này còn nói không muốn có xích mích với đàn chị chắc chỉ có fan tin chứ chẳng ai tin nổi